Chữ Hán thật phi diệu. Đây là chữ lấu, âm Hán Việt là lầu, có nghĩa là tầng hoặc là nhà lầu. Chữ lấu này sẽ bao gồm bộ mộc là gỗ. Bên cạnh bộ mộc phía trên chính là bộ mễ, có nghĩa là gạo. Còn bên dưới chính là chữ nữ là phụ nữ. Vậy nên chúng ta có thể nhớ chữ Hán này bằng cách hình dung tòa nhà được làm bằng gỗ, phải có gạo để ăn và người phụ nữ để chăm lo cho gia đình. Đây là chữ siêu, âm Hán Việt là hưu. Đây là chữ siêu trong siêu chỉ, có nghĩa là nghỉ ngơi. Với chữ siêu này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là bộ nhân đứng. Còn bên cạnh chính là bộ mộc là cái cây, có nghĩa là khi người ta làm việc mệt nhọc thì sẽ ngồi nghỉ tại gốc cây.